iPhone SE hay chúng ta còn gọi với một cái tên thân mật hơn là iPhone SE đã được ra mắt phiên bản gần nhất vào năm 2020. Và trong những ngày gần đây mình có đọc thông tin ở trên The Apple Hub thì chúng ta sẽ có phiên bản tiếp theo, nhưng mà nó lại gọi là một cái phiên bản thế hệ thứ tư sẽ được ra mắt vào năm 2023. Và thông tin, tin vui và những tin buồn mình muốn mang đến cho các bạn ngày hôm nay sẽ bao gồm những gì bởi chiếc iPhone SE này, chúng ta cùng làm rõ trong video ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like, một subscribe, bấm chuông cho kênh YouTube của Red App để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, bắt đầu. Mình đã chia sẻ với các bạn rằng cái điểm đầu tiên ấy, đó là cái phiên bản iPhone SE này nó sẽ tương đồng với cái chiếc iPhone 11 của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Mình thì mình nghĩ rằng cái điều này nó sẽ đúng đến khoảng 99%. Bởi vì sao? Trong thời điểm quá khứ thì Apple thường sử dụng những phiên bản điện thoại cũ của mình và tối ưu lại để chúng ta có những phiên bản điện thoại nó rẻ hơn và mức giá của nó nhiều khả năng sẽ là rất tốt. Vì sao lại là tin vui thì mình sẽ muốn phân tích như sau. Các bạn đều biết rằng là những chiếc điện thoại như là iPhone 11 mình đang cầm trên tay ở đây hay là iPhone XR luôn luôn là những chiếc điện thoại được bán rất chạy. Và mình có xem qua ở một vài cái thống kê thì iPhone XR là cái phiên bản bán chạy nhất của năm 2019. Còn với chiếc iPhone 11 thì nó là chiếc bán chạy kinh khủng ở trong đầu năm 2020. Và chúng ta có đến 37,7 triệu chiếc được bán ra vào đầu năm 2020, 6 tháng đầu các bạn nha, có nghĩa là 2 quý đầu á. Cái lý do khiến mình thực sự rất là vui bởi vì là cái chiếc điện thoại iPhone tiếp theo chúng ta sẽ được làm giống với những chiếc điện thoại mà đã làm nên tên tuổi bởi những cái doanh số bán rất là cao. Mức giá của chúng ta với chiếc điện thoại này là một cái tin cũng rất là hot khác, đó là nó sẽ dưới 14 triệu, có nghĩa là các bạn sẽ thấy rằng nó tương đồng với những sản phẩm điện thoại iPhone rẻ tiền trong thời điểm quá khứ. Và cái điều này thì nó sẽ tương đồng với những mức giá mà các bạn có thể tìm thấy với những chiếc như là iPhone XR và iPhone 11 mới ở thời điểm hiện tại. Và iPhone XR hay iPhone 11 thì vẫn luôn luôn là sản phẩm top đầu của những đại lý bán lẻ và trong đó có cả shop đăng nữa. Và các bạn đến đây sẽ luôn tìm thấy những chương trình giảm giá cũng như là mức giá rất ưu đãi dành cho những sản phẩm điện thoại như thế này. Shop đăng thì là đại lý ủy quyền của Apple mà, thế nên các bạn không cần lo lắng về chất lượng đầu ra nha. Và nếu các bạn đang yêu thích những sản phẩm của Apple thì cũng đừng quên truy cập vào group yêu Apple. Thì bọn mình đang muốn xây dựng một cộng đồng Apple fan thật sự là hùng mạnh chứ không có bị toxic như là những cộng đồng mà các bạn có thể tìm thấy trên bất kỳ group nào trên Facebook. Thì các bạn đừng quên truy cập vào đường link ở trong phần mô tả nhá, đến cả shop đăng và đến cả yêu Apple nữa. Và chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với chiếc iPhone SE sẽ ra mắt vào năm 2023. Thì có một điểm nữa mà mình cảm thấy rất vui ấy, đấy là chúng ta sẽ có 5G. Đó, cái chiếc điện thoại iPhone 11 series đổ số của chúng ta, mỗi khi chúng ta nói về đặc điểm của nó ấy, dù nó có xịn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn luôn luôn bị coi là dưới những sản phẩm iPhone 12. Đó là nó không có 5G. Trong khi ở thời điểm hiện tại thì 5G đã bắt đầu được phủ sóng ở thị trường Việt Nam rồi. Và thậm chí kể cả những chiếc điện thoại Android rẻ tiền một chút thôi đều có thể sử dụng 5G. Thì iPhone SE 2023 hay còn gọi là iPhone SE thế hệ thứ tư sẽ được trang bị 5G các bạn nhé. Chắc chắn rồi, bởi vì từ nay đến năm đó là khoảng 2 năm nữa. Nếu không có 5G thì rõ ràng là một cái yếu thế rất lớn và chắc chắn là nó sẽ không thể bán ra được nữa. Đó là những cái thông tin mà mình cảm thấy rất là vui. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại nó tương đồng với những sản phẩm điện thoại bán rất chạy ở thời điểm hiện tại. Thứ hai là chúng ta sẽ có mức giá tất nhiên là rẻ hơn rồi. Và thứ ba là chúng ta sẽ có ở đây đó là cái khả năng truy cập vào 5G. Mình nghĩ rằng nó sẽ vẫn tiếp tục sử dụng như cái tấm nền cũ thôi, đó là IPS LCD. Khi mà chúng ta nhiều khả năng vẫn sẽ có đây đó là một cái chiếc điện thoại với màn hình khoảng 6 đến 6,1 inch. Có thể là sẽ thay đổi một vài vị trí ở phần logo giống như cái sự khác biệt giữa iPhone SE 2020 và chiếc iPhone 8 ấy. Nhưng mình tin rằng có lẽ họ sẽ chỉ thay đổi màu, thay đổi một chút phần cứng, thay đổi về con chip. Thế là hết thôi. Nhưng cái tin buồn ở đây thì lại là gì? 2023 là một thời điểm quá muộn. Nếu các bạn còn nhớ rằng cái thời điểm những chiếc điện thoại iPhone 8 hay là iPhone 7 ra mắt ấy, thì những sản phẩm này ở thời điểm đó vẫn được coi là chuẩn mực của những sản phẩm điện thoại iPhone. Nhưng đến khi nó được ra mắt vào năm 2020 thì nó đã là một thiết kế lỗi thời rồi. Và khi mà tất cả mọi người đều đi theo một cái thiết kế tai thỏ mới ấy, thì khi mà một sản phẩm điện thoại có thiết kế lỗi thời được ra mắt với mức giá khoảng 10 triệu đến 11 triệu thì rõ ràng cái doanh số bán của nó ở Việt Nam là không cao một chút nào. Mình không nói là doanh số toàn cầu của nó không cao, nhưng ở thị trường Việt Nam thì các bạn đều thấy rằng nó không được hưởng ứng cho lắm. Và các bạn nghĩ đi, từ nay đến năm 2023 sẽ còn rất nhiều những sự thay đổi khác đến từ những chiếc điện thoại iPhone của chúng ta. Ví dụ đi, màn gập thì chúng ta đã chắc chắn là sẽ được phát triển rồi, mà hiện tại đang phát triển tận 2 mẫu cơ, mình đã làm phân tích ở một video nào đó rồi. Thứ hai là một chiếc điện thoại không có phần notch sẽ được phát triển vào cùng năm 2023 luôn, nhiều khả năng sẽ là chiếc iPhone 14. Thì từ giờ đến lúc đó chúng ta sẽ thay đổi rất rất nhiều về phần ngoại hình của chiếc iPhone, mà các bạn lại đi cầm một chiếc điện thoại đã có cái thiết kế khá là cũ như thế này. Bây giờ có thể chúng ta coi đây là một thiết kế đẹp, nhưng đến lúc đó thì biết đâu chúng ta không còn yêu thích thiết kế này nữa
và chúng ta cũng coi đây là một thiết kế lỗi thời thì sao, thì mình thấy rằng toàn bộ những cái phần điểm mạnh của chiếc điện thoại này nếu được ra mắt là hoàn hảo. Tuy nhiên cái phần mình lấn cấn nhất vẫn chính là thời gian. Có lẽ nó ra mắt vào khoảng năm 2021, cuối năm nay hoặc năm 2022 để thay thế cho dòng sản phẩm iPhone 11 cũ thì là ổn. Nhưng 2023 theo mình vẫn là một thời điểm hơi muộn, và nhiều khả năng là có lẽ họ vẫn đang muốn vắt kiệt cái dòng iPhone 11 này trước khi ra mắt cái phiên bản tiếp theo. Nói đi nói lại thì đây cũng sẽ chỉ là một cái chiếc điện thoại nó nghĩa là kiểu bình thì cũ nhưng rượu thì mới, và ngoại hình chúng ta vẫn có như thế, chỉ có thêm là chắc chắn chúng ta sẽ có con chip mới và chúng ta có thêm khả năng truy cập vào 5G mà thôi. Thì đó là những cái phân tích của mình về sản phẩm iPhone SE 2023, hay chúng ta còn gọi là thế hệ thứ tư ấy. Mình không biết vì sao họ lại gọi là thế hệ thứ tư, bởi vì ở thời điểm hiện tại chúng ta mới chỉ có SE thế hệ thứ hai mà thôi, hay họ lại gộp iPhone 5C là thế hệ thứ nhất rồi, thì chúng ta cũng còn phải chờ xem là biết đâu đấy trong năm nay hoặc năm sau chúng ta lại có một sản phẩm iPhone giá rẻ khác thì sao. Thì mình sẽ còn chờ để có những bài phân tích sâu hơn. Các bạn nghĩ sao về những sản phẩm điện thoại iPhone như thế này? Mà nếu là các bạn thì các bạn có lựa chọn những sản phẩm iPhone 11, iPhone XR, hay là chúng ta sẽ đợi đến những cái sản phẩm tiếp theo iPhone 12 series giảm giá để mua hay không? Thì các bạn có thể để lại ý kiến comment phía bên dưới. Và các bạn đừng quên truy cập vào đường link bán hàng của Shop Đăng. Ở đây luôn luôn bán những sản phẩm Apple có mức giá rất tốt dành cho các bạn, bởi vì đây là đại lý ủy quyền của Apple mà. Thì đừng quên truy cập vào đường link ở trong phần mô tả nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.